Em xin giới thiệu, em là Nam Uyên, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Quảng Nam và em hiện tại là nhân viên ngân hàng ạ. Cứ mời chồng của Nam Uyên. Thì em tên là Quốc Vương. Thì hiện tại em đang làm nhân viên IT, chuyên về phát triển phần mềm. Em cũng đến cùng quê với vợ luôn. Dạ. Nghe bạn này là mình biết liền là Quảng Nam, giọng kia thì lại không giống. Mà giọng. Quốc Vương là có liên quan tới Quốc Thuận không? Dạ chắc cũng có. Chắc chắn là hai bạn là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi, tụi em quen nhau từ thời cấp 3. Em ấn tượng vợ lần đầu tiên là vào buổi sinh nhật vợ á. Tuy là rất là nhỏ con, nhỏ nhất lớp nhưng mà miệng thì to nhất lớp, rất là nhoi. Em không biết, do bẩm sinh hay sao, giọng em lúc nào cũng to hết á. Người nhỏ luôn, lúc nào em cũng thích chị cũng to to hết á. Vậy thì Uyên có ấn tượng gì về anh ấy không? Dạ có ạ, chồng mà hay phát biểu mà lúc nào cũng phát biểu đúng hết. Quay xuống sao ai mà giỏi gì, cái gì cũng biết hết vậy. Là học giỏi đúng không? Giỏi. Ngày trước á, ngày trước chị đi học chị cũng hay ấn tượng với mấy người bạn trai á mà học giỏi. Dạ. Hồi đó là con trai mà học giỏi là chảnh lắm luôn á. Hồi đó em có chảnh không? Dạ. Ít cười chắc chắn là chảnh rồi. Dạ. Mấy bạn gái thì thấy chảnh thôi chứ em thì mấy bạn trai thì bình thường. Đến bao lâu thì các bạn mới thực sự để ý nhau? Em á thì hay để ý chồng em mà lúc đó để ý với cương vị là một người ngưỡng mộ. Em muốn cũng muốn làm quen với chồng em lắm để mình trao đổi học tập, nhưng mà chồng em lúc đó thì không nói hỏi câu kìa. Hết rồi, muốn bắt một câu chuyện nữa để hai đứa cùng giao lưu, không có nói, không bắt chúng đại được. Giống như là mình ít nói chuyện với con gái nên cũng không có chuyện gì để nói hết. Chị tại biết chị hận lắm rồi đó, chị lớp 10 cũng giống em vậy đó. Dạ. Lớp trưởng chị học giỏi thiệt là giỏi mà xấu như quỷ vậy đó, mà chảnh mẹ giỏi mà sao lúc đó mình thấy cái gì đó đẹp ghê, là đẹp luôn á, ngưỡng mộ thiệt luôn. Rồi cái cứ cũng cứ tìm cách rà làm quen hoài, nó không thèm nói chuyện mình. Dạ. Tới lúc nó đi nước ngoài luôn, giờ coi lại mấy cái hình hồi xưa nó xấu tàn canh luôn. Hồi đó, hồi dữ vậy, hồi đó là mình thấy lung linh. Đúng chưa? Hồi đó là thấy đẹp lắm, đẹp nhất lớp luôn. Hồi đó chỉ được cái cao thôi. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới có thể thoải mái với nhau, ngồi nói chuyện với nhau thật nhiều? Nhưng mà vô tình lúc mà kiểm tra một môn học môn toán thì lúc đó chồng em được gọi là điểm thấp. Thì bạn học giỏi nhất lớp mà 6 điểm mà so với lại chồng em mà rất là thấp. Em mới để ý qua, thấy bạn rất là buồn. Thì nhân cơ hội đó em giống như là an ủi, động viên, chia sẻ với nhau. Cái qua ngày hôm sau cũng thấy có cười, đến là có cười nói em thấy ui thành công rồi hả. Nhưng mà vẫn chưa nói được gì hết. Em có đơn phương vợ em không? Em cũng không nhớ nữa, mà chắc cũng có tí gì đó. Là lúc nào, tại vì anh thấy qua cái câu chuyện của vợ em á, là anh thấy là em là dửng dưng, em rất là thờ ơ và em rất là chảnh. Nhưng mà nhiều khi bây giờ ta yêu ngược lại, ta giấu trong lòng mà bà kia không biết làm sao. Nhưng mà sau mà lần vợ em gọi là an ủi em á, thì tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình có cái tình cảm gì đó rất là đặc biệt. Em có biết cái chuyện mà anh ấy nhìn thấy mình nó có một cái sự đổi thay không? Dạ lúc đó thì chưa, thì cứ nghĩ là ai ngồi bên em là cũng có thể mở lòng nói chuyện giống như bạn bè thân khác thôi. Thì vô tình em cũng có lời đồn của các bạn trong lớp, ui Ni Vương để ý Yên sao á, thấy cái gì hành động của Yên nó cũng biết hết á, thì em nghe cũng sướng sướng trong người. Em tỏ tình với cô ấy có một lần tỏ tình là ngày đó là 20 tháng 10. Em định là tặng hoa cho vợ ở trên lớp, nhưng mà tôi cảm giác nó vẫn chưa đủ dũng cảm lắm. Cho nên là sau buổi học buổi sáng á, thì hai đứa đi học thêm, trưa đó mới chạy đi mua hoa, tính là tặng trước khi vào lớp. Nhưng mà lỡ mua hoa lâu quá cho nên tới lúc tới lớp là người ta vào hết trơn rồi, mới nghĩ là chuyển qua tặng qua sau khi đi học về, mà sợ để ngồi trời nắng thì hoa nó héo hét. Cho nên liều đi thẳng vào lớp tặng luôn. Đông lắm mà em đang ngồi thấy lù đi, đã đi trễ rồi còn đem một bó hoa vô nữa, đưa tặng Yên nè, cho nguyên cả lớp học theo nhìn mình, trở thành người nổi tiếng trong lớp luôn. Sao bình thường thì ít nói mà sao hôm nay thì làm hành động mình bất ngờ quá vậy. Và cái cảm giác của em rất là sung sướng, và từ đó hai bạn yêu nhau đúng không? Dạ chưa. Rồi em khó lắm rồi. Đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau? 5 năm sau anh. Nếu mà tôi không hỏi cái đó là hai bạn này kể cái gì? Khi tụi em đi Đà Lạt á, không cảnh lãng mạn mà, cho nên là em thấy là cũng theo đuổi bạn này cũng mấy năm rồi mà vẫn chưa được. Là sau lần đi chuyến đi Đà Lạt này là phải gọi là tổng tấn công luôn, phải tấn công tên khắp mặt trận để gọi là chốc hạ luôn. Rồi đi lâu quá, 2 tháng sau thì vợ em mới đồng ý. Mà em tỏ tình sao? Hồi nãy giờ ta ra muốn lắng nghe lại trên Đà Lạt cái chuyện mà anh tỏ tình người ta, anh hành động như thế nào? Đây em nói là tụi em
nhậu xong á thì Quý Huy mới có hơi mang vô quyết định là tính là ngày hôm sau là cũng mua hoa tặng vợ xong tỏ tình lại. Nhưng mà tới đêm sau ngủ dậy khi nó hát hơi mang cái hát vừa dũng cảm mà hoa còn đó thôi, câu chuyện gì nó cũng lãng xẹt đi rồi. Xong khi đó thì em mới về Sài Gòn mới quyết tâm lại mang hoa tới trước nhà trọ của vợ á, gặp khu đó đông người nữa chứ người ta đi qua đi lại. Rồi em từ trên nhà đi xuống thấy em cầm bó hoa là hét hồn luôn, tại em tại vợ em ngại tặng hoa trước đông người lắm. Đó sững dững rồi mà mặt đỏ rồi. Cái chỗ đó chịu chưa? Sắp chịu chưa chịu. Trời ơi, chịu luôn. Sao chuyện này ly kỳ quá vậy? Xong cái em phải cũng quay theo đuổi 2 tháng sau nữa. Đó, 2 tháng nữa đó. Đó. Vậy là đâu có liên quan tới cái Đà Lạt đâu. Dạ. Không có liên quan gì tới cái Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ, bởi vì em nghĩ là lúc mà đi Đà Lạt á là em có dẫn thêm một người bạn thân em nữa, bạn cũng con trai luôn. Chồng em lúc đó tưởng là bạn trai em. Chồng em lúc đó cũng như ghen tuông, mặc dù mình chưa phải là tán được em nhưng cảm giác như không thích người nào quan tâm em hơn chồng em hết. Thì tối đó chồng em say rồi mới đủ dũng khí nhắn tin em là Yên ơi làm người vợ của Vương nhé. Ủa bị gì vậy, bình thường mấy năm này không có nói lại mà chắc là say à. Nhưng mà em chú ý là ngày sau lên xe về là thấy hành động thấy khác, có cầm tay em trong lúc lên xe nữa. Mà để Yên đúng không? Dạ đúng rồi, vì xe trong xe không mà. Rồi 2 tháng sau kể từ lúc tỏ tình ở nhà trọ thì dạ, câu chuyện như thế nào? Chồng em có nhắn tin là thử yêu cảm giác nó vui lắm mà Vương chỉ nắm tay thôi chứ không có làm gì hết á. Tại lúc đó em thấy là chàng trai là rất là chân thật, mấy năm sau cũng vẫn chân thật như vậy nên em đồng ý. Rồi bây giờ vô tới Sài Gòn có đêm tân hôn chưa? Dạ rồi, dạ có chứ. À, mọi thứ nó vui vẻ không hay là vẫn còn e ấp ngại ngùng? Theo cách mà anh hiểu về vợ em là một người rất là truyền thống luôn. Dạ à, thì nó cũng vui theo cách truyền thống. Cưới nhau về 6 tháng, cô ấy có thật xấu gì nhiều không? Khó tính lắm. Gặp em thì hay quen nữa cho nên đụng tí là bị vợ la. Thì bình thường thì có thể em nhịn nhưng mà đôi lúc nó cũng căng thẳng thì em cãi lại, xong rồi hai đứa cãi lộn qua lại vậy đó. Mà vợ em có cái là khi mà dặn là cứ lôi hết mấy chuyện cũ ra kể luôn. Lôi tắt tằng tặc mấy chuyện mà dặn trước rồi kể rồi cứ dặn tăng cấp lên. Tăng quá rồi tí lúc em phải hạ nước em xin lỗi mới được. Ủa nhà nó hay quên lắm mà. Dạ, siêu đáng trí luôn. Nhưng đi đường là không bật chân trống. Mà em thấy cái chuyện không bật chân trống rất là nguy hiểm. Có một câu chuyện mà em lúc nào em nhớ là em cười à. Thì lúc mà đính hôn của hai đứa xong lễ hết rồi là quên đem nhẫn. Thì lúc đó em không biết chồng quên. Thì em chỉ nghe nói là tiếp một trao nhẫn để cuối cùng nha. Thì em kể, ồ quy luật nó vậy hả anh? Em cứ tưởng là quy luật của nhà chồng là vậy. Im lại nói cái anh tài xế xe chở về tới nhà lấy nhẫn mà cách nhà của cách 25 cây số vậy đó. Trời. Làm lễ xong rồi bà con ngồi nghỉ khoảng tiếng rưỡi đồng hồ rồi tiếp một cho nhẫn tin theo hiệp 2. Vương có tật xấu đáng chí thật thà cũng hơn vô tâm, đang tập trung làm gì á em ở ngồi em kêu em nhờ làm gì không có nghe, em đang chiên bánh tổ là chiên rất là nhanh cháy, em đang chiên em qua em đi đổ rác em nói anh lại xem bánh tổ cháy chưa, kêu hoài không chịu nghe. Xong quay qua nhìn luôn. Em mà mắt cũng còn nhìn trên cái màn hình đó, chạy lại cháy trơn luôn mà trong khi em đang thèm ăn bánh tổ nữa cháy trơn quá. Rồi lúc xong. Đó em cũng giận. Buổi sau này em có chuyện gì sao thì anh đang tập trung mà sao anh biết em kêu được, mà nhà có 2 người à. Có còn gì nữa, xấu lắm rồi thôi, xấu lắm rồi được không bắt người ta moi nữa. Rồi nhân đây thì muốn anh thay đổi điều gì? Anh muốn anh thay đổi bớt đảng trí đi. Em mong vợ em thì vợ em cũng hơi bi quan với lại cũng hơi lười tập thể dục nữa, sắp tới là vợ sống lạc quan hơn với lại tập thể dục thường xuyên hơn. Quen với nhau từ lúc mà còn thanh mai trúc mã đó, nhiều khi mà lại e ấp mà lại kiểu mà mắc cỡ nữa, thành ra có những điều đôi khi có thể là trong cái mối quan hệ vợ chồng á tụi em chưa có tự nhiên. Thì chị nghĩ là lướt qua cái cảm xúc về bạn bè mà bây giờ cứ nghĩ là mình là vợ chồng là từ lâu lắm rồi, từ tiềm thức từ là kiếp trước tới giờ rồi, thành ra là vợ có những cái nhu cầu gì có những cái gì thì nên chia sẻ với chồng và chồng ngược lại cũng nên như vậy thì tụi em là hạnh phúc trọn vẹn luôn á. Dạ cảm ơn anh chị. Xin chào hai em. Dạ hai vợ chồng em nên duyên á thì cũng nhờ cô giáo chủ nhiệm đã xếp chỗ ngồi cho tụi em. Cô cũng đi Mỹ à. Dạ cô thi ở bên Mỹ mà có xem chương trình này á. Cảm ơn cô đã nên duyên cho vợ chồng em để có ngày hôm nay ạ. Em chúc cô cùng gia đình hạnh phúc và sức khỏe. Rồi.